Từ ngày 29 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 28 năm 2022 quy định về quản lý, duy trì và chia sẻ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm, phương tiện giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Đó, tại nội dung trong thông tư 28 năm 2022 đã quy định những thông tin tối thiểu trong cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư 28 như sau. Đối với xe ô tô, rơ móc, semi rơ móc và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ gồm những thông tin 1. Số quản lý của phương tiện trong dữ liệu kiểm định. 2. Biển số xe, biển số đăng ký cấp cho xe cơ giới. 3. Nơi đăng ký, địa phương nơi đăng ký biển số. 4. Tình trạng phương tiện, tình trạng khi lập hồ sơ chưa qua sử dụng hoặc đã qua sử dụng. 5. Ngày đăng kiểm phương tiện gần nhất. 6. Hạn đăng kiểm, ngày hết hạn đăng kiểm gần nhất. 7. Nước sản xuất của phương tiện. 8. Năm sản xuất của phương tiện. 9. Năm hết niên hạn sử dụng của phương tiện. 10. Số động cơ, còn gọi là số máy, được đóng trên thân động cơ. Đối với xe mô tô, xe gắn máy gồm những thông tin như 1. Nguồn gốc thông tin, nguồn gốc là xe sản xuất lắp ráp trong nước hay xe nhập khẩu. 2. Số giấy chứng nhận kiểu loại đối với xe sản xuất trong nước hoặc số chứng chỉ đối với xe nhập khẩu. 3. Ngày cấp giấy chứng nhận. 4. Nhãn hiệu. 5. Tên thương mại. 6. Mã kiểu loại. 7. Năm sản xuất phương tiện. 8. Nước sản xuất phương tiện. 9. Số khung. 10. Số động cơ, còn gọi là số máy. Bên cạnh đó, còn các quy định thông tin về tàu biển như tên tàu, số phân cấp, số IMO. Phương tiện thủy nội địa gồm những thông tin như tên phương tiện, số đăng kiểm, năm đóng, v.v. Phương tiện giao thông đường sắt. Đối với toa xe, phương tiện chuyên dùng, không tự hành gồm thông tin như loại phương tiện, số đăng ký, số hiệu. Đối với đầu máy, phương tiện chuyên dùng tự hành gồm thông tin như loại phương tiện, số đăng ký, số hiệu. Đối với toa xe đường sắt đô thị gồm thông tin như loại phương tiện, năm sản xuất, nước sản xuất. Điểm mới tiếp theo đó chính là có thể tra cứu thông tin đăng kiểm trên trang thông tin điện tử. Cũng theo thông tư số 28 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải, căn cứ vào khoản 4 điều chỉnh có quy định về đối tượng, phương thức kết nối chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện. Cụ thể, phương thức chia sẻ dữ liệu: A. Thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông Vận tải. B. Kết nối trực tiếp giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu. C. Tra cứu thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm về phương tiện. D. Cung cấp thông tin dạng văn bản. Như vậy, hiện nay việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện được thực hiện theo 4 phương thức chia sẻ dữ liệu. Một là thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông Vận tải. Hai là thông qua kết nối trực tiếp giữa hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và hệ thống thông tin của tổ chức sử dụng dữ liệu. Thứ ba là thực hiện tra cứu thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện. Và thứ tư là qua việc cung cấp thông tin dạng văn bản. Do đó, khi có nhu cầu tra thông tin đăng kiểm phương tiện do mình sở hữu hoặc quản lý hợp pháp, các tổ chức cá nhân có thể thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu về đăng kiểm phương tiện. Và phần nội dung vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng ta ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc cần được giải đáp liên quan tới vấn đề đăng kiểm xe, đừng ngần ngại hãy để lại ngay một comment để được các luật sư của công ty luật ICC giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và nếu quý vị yêu thích video này, xin hãy dành một like, share, subscribe kênh channel của công ty luật ICC nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.